Lên live rồi, chờ 3 chút nha. Sao lên ok. Giờ này là 7 giờ sáng ở Việt Nam đó con. Con thử có cái ba sẽ lấy một cây khác qua đọc và qua mẹ mượn điện thoại của mẹ cho ba đi. Cái điện thoại trắng của con đâu? Mượn điện thoại trắng của con đi để ba đọc comment của cô chú không bà. Con lên like chưa? Mà xem, rồi nó có nắm cửa lại con đừng có lắc cái đó nó chạy á. Để ba coi thử coi mọi người vô chưa? Rồi ba cho con vô livestream. Tiếp ok. Livestream lên rồi nè. Mình bắt đầu với bình luận này. Bắt đầu bình luận này. Rồi. Vô chào cô chú ông bà Con chào cô chú ông bà. bên này nó bị chậm chút. Rồi. Today's video. Biết là xin chào cô chú ông bà mọi người giờ này là ở Việt Nam là 7 giờ mấy sáng rồi nè con vô livestream rồi nè bữa nay buổi tối chiều thứ bảy buổi tối thứ bảy 7:30 thì đang sửa soạn livestream ấy thì bé Dori kêu ủa ba livestream hả cho con vô livestream với ba vậy. Hôm nay Việt Lê dùng cái app live livestream cho nên là cái livestream này cũng sẽ chèn được rất là nhiều cái clip khác vào cái livestream này luôn. Liên quan tới cái việc mà bà xã mình đi học ESL như thế nào, nhiều cô chú anh chị cũng hỏi quá thì mình chia sẻ là qua đây mà mình không biết tiếng Anh á thì mình đi học đừng đụng vô cái camera qua nha. Qua đây mình chưa biết tiếng Anh mình học ESL như thế nào, nó rẻ hay mắc, nó bao nhiêu tiền, với lại học con đừng có để sát cái mặt của màn hình lắm đúng sai nè. Rồi học tiếng Anh như vậy á thì học tiếng Anh như vậy á thì sẽ một ngày mấy buổi rồi học có dễ hay không, học với có người Việt phiên ở phiên dịch hay không này nọ thì sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị trong clip này. Nếu mà mình đang học tiếng Anh Việt Nam á thì mình qua đây học tiếp cũng được hoặc học từ ở Việt Nam, mọi cái nó đều sẽ có cái chuẩn bị cho cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị sẽ nói là cái ông Việt Lê này mỗi lần coi lên trên mà ông đều cứ bắt người ta học tiếng Anh riết rồi. Con thấy tiếng Anh quan quan trọng hơn Dory. Tên con không phải Tên gọi Dory hả? Dory mà tên ở trường là Lily khác, còn bọn mình đang ở nhà mình gọi là Dory mà. Nè, có cô JCV hai Dory nè. Rồi, chào Lăng Lê, chào Phú Sơn, Trúng Tinh Lê. Chào Trung Tính Lê. Bi Lê. Lý Vlog miền Tây, yeah, chào. Chào cả nhà. Rồi. Đầu tiên thì chắc là cho cái comment hiện lên đây luôn rồi nè. Cái bữa nay dùng app livestream mới nên không có chưa có rành lắm. Chắc thôi tắt cái màn hình phía sau đi cho nó dễ đi. Đó để mà hình phía sau nhìn khó chịu lắm cả nhà ha. Làm sao tắt được cái màn hình phía sau đó đi. Làm sao mà tắt được cái không biết làm sao mà tắt được cái màn hình nền phía sau luôn á. Nguyễn Trâm chào em ít video vậy. Dạ. Dạo này cũng bận một số công việc sắp xếp nhà cửa với lại đi làm lại. Với lại dạo này
lo cho bà xã chuẩn bị đi làm nữa cho nên là cũng hơi nhiều việc. Vinh Đào hai em trai Tuấn Anh. Chào Tuấn Anh, Kim Phượng Phan, Đô Ri này dạng dĩ cười nhiều lần rồi tự tin hơn nè. Trời ơi, ở ở nhà là quậy lắm á chứ. Ở đó mà ở nhà là quậy lắm á chứ. Chẳng qua là ra đường á thì ít nói thôi, ở nhà quậy lắm. Bà muốn tắt cái hình này này ghê gớm. Cô giống chị chờ một xíu nha. Con nói con thay ba nói chuyện với cô chú ông bà đi. Muốn muốn kể chuyện kể chuyện ở trường con sao đi rồi ba ba chỉnh này chút đi. Rồi. Con đứng xa xa đó, đứng xa xa, đứng gần quá. Rồi, rồi. Con nói đi, rồi con ngồi ghế ba này con nói đi. Tên con không phải đâu đi. À, ở trường tên là Lily đúng không? Không, tên tên thì của con. Tên thì của con là Nemo mà. Ủa? What is it you want from me? Nói chuyện đi. Con kể con đi học làm sao? Ba tìm cách ba bao bỏ cái này đi nè. Facebook. Làm sao ba xóa được cái này đi hả con? Facebook. Con đứng xa xa ra, đứng xa xa ra. À, làm sao mà xóa được cái hình ảnh này? Là đừng có nói sát nó quá, ồn ồn lắm, đừng có nói sát nó quá, nó xa xa ra. Rồi, ok nó đi. The Rồi. mystery. Không biết giáo trình ESL học là những gì anh Việt Lê. Bây giờ sẽ show cho cả nhà coi một số cái hình ảnh của bà xã Việt Lê quay ở lúc ở trung tâm ESL nha. Cả nhà xem nha. Bây giờ đây. À, cả nhà thấy trên màn hình đó là cái bà xã quay lúc mà đi học ESL á. Cả nhà mới vừa thấy đó là cái đường đi vào lớp học á, trung tâm nó là như vậy đó. Thì Ba ba cái ở dưới nó gì ạ? để ba chiếu cái màn hình đó. Thì cái trường ESL này lúc bà xã Việt Lê đăng ký vô học á chỉ có tốn 60 đô la đăng ký học thôi, học chừng nào biết nói vậy thôi. Rồi biết nói thôi, một lớp một khóa của nó 3 tháng, học từ thứ hai tới thứ năm, 2 3 4 5. 2 3 4 5 thì không quan trọng nó có thể xanh mới học được, dạng visa cũng học đi học được chứ không riêng là ra mẹ kêu kìa. Thôi ra mẹ kêu đi, để cho ba livestream đi. Thấy chữ 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 Dori ha, Dori còn nhớ mà chữ tiếng Việt không Dori. Cô Kim Phượng Phan hỏi con á, còn nhớ con còn biết còn nhớ viết tiếng Việt không? Con trả lời cô, dạ. Nhớ không? Dạ nhớ hả? Thôi đừng bấm nó nữa, đừng bấm nó nữa. Rồi, bom xì Việt Lê cho họ lãnh lương xong mà đóng thế kiểu gì? Hai công ty trừ thuế xong mới phát cho mình. Dạ đúng rồi, lãnh lương ba thì trước khi họ phát lương cho mình là họ đã trừ thuế sẵn cho mình hết rồi, là lương mình nhận thực nhận là sau khi đã thuế rồi đó. ESL bang nào cũng có hả bạn? Dạ đúng rồi, ESL bang nào cũng có, thành phố nhỏ cũng có, lớn nhỏ gì cũng đều có trung tâm, một cái trung tâm ESL chỗ đó nó gọi là trung tâm giáo dục người lớn, adult education đó.
Đưa 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 tài liệu của mẹ cho coi. Thì cả nhà ơi, là bà xã mới vừa đưa, nó không hiện lên màn hình được bởi vì là ba để cái đây là cái tài liệu mà lúc đi học ESL họ phát nè, họ phát nè, thì họ phát cho mình làm. Không nhìn sticker phía sau nữa. Rồi bà xã Việt Lê đưa đó, thì cũng có quay cho mọi người coi. Thì bây giờ quay cái lớp nha, cái trung tâm ESL nó đã lắm cả nhà. Thực tế là tối đó là bà xã Việt Lê học rất là thích, bởi vì sao? Cái cơ sở vật chất nó rất là tốt, có phòng học rất là đẹp nè, rồi có phòng thi prep, có nghĩa là phòng ăn uống, căng tin, rồi mọi thứ khá là thích, và sách vở mình để lại trên lớp luôn. Kiểu giáo dục bên này giống con nít cũng vậy, để lại sách vở trên lớp không cần đem về nhà hay gì hết trơn á, không có homework, không có làm gì hết đó. Rồi giờ add thêm một clip nữa là về ESL cho cả nhà xem nha. Bà xã quay ở lớp nè. Rồi này, biết bà xã quay cái gì đây? À, đây đi vô đó, đây đi vô là cái hành lang đi vô lớp học nè. Cả nhà thấy là nó có nhiều lớp học lắm, họ sẽ dạy rất nhiều cái môn học, rất nhiều cái ngôn ngữ, rất rất nhiều cái nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau họ được học. Trong lớp của bà xã Việt Lê có người Nga, người Mexico, người Nam Mỹ ở dưới, nhiều nhiều nước Nam Mỹ lắm, phải riêng Mexico không đâu. Rồi có người Đức nữa. Đó, đó. Vô đây, vô lớp của bà xã Việt Lê đó. Đây là cái lớp của bà xã Việt Lê đây. Vô thì mình điểm danh, mình ghi phía trước lớp nó có cái điểm danh, mình sẽ ghi tên, họ tên của mình. Giờ đi học vô thì cả nhà biết là theo như bà xã Việt Lê nói là cái suất mà học ESL á là ở những thành phố lớn, nhiều trung tâm thì đỡ, còn ít trung tâm á thường nó sẽ bị full suất, có nghĩa là mình phải vô hàng chờ, chứ không phải mình đăng ký là vô rồi học được liền. Bởi vì là nhiều nhu cầu, người ta học nhiều lắm, không riêng người Việt mình đâu. Bà xã kể đi học bất cứ vô đó rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, tới nhiều nước khác nhau, thì ai cũng biết tiếng Anh hết trơn, nói chuyện với nhau là động từ to world mà. Cho nên là sẽ nói nó phát triển cái vốn tiếng Anh của mình lên, nói với nhau riết. Thì chứ còn nếu mà vô lớp mà trình độ không đồng đều, người giỏi thì mình bị mặc cảm, mình học tiếng Anh khó vô á. Thì lớp mỗi nhiều người đến từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì cho nên là cái suất mà để đi học nó cũng khá là khó mà đạt cái suất học. Thì may mắn là đợt đó việc lên thì cũng full rồi, cho nên là để họ tên số điện thoại lại, họ liên lạc lại, thì tầm nửa tháng sau họ gọi lại, họ kêu có trống một chỗ, họ cho mình vô học đó. Thì vô học trong đó thì mình chỉ có đóng 60 đô thôi ha, đăng ký vô học thì họ sẽ test đầu vào của mình trước. Mới lên đó thì họ sẽ đưa mình gặp giáo viên, bữa dẫn bà xã lên vô gặp giáo viên thì cô nó test, cô nó nói là test nghe nó đọc viết vậy đó, cô nó coi ok là biết mình học trình độ lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4 gì đó. Thì vô mình học thì học cứ trong 1-2 tháng là họ sẽ cho mình test lại cái trình độ có được lên lớp hay không đó. Thì vậy đó, thì sẽ học như vậy chừng nào thấy tự tin thì thôi. Thì giáo viên dạy là 100% là giáo viên người nước ngoài, người Mỹ ha. Thì họ sẽ dạy cho mình, thì mình nghe cái action của dòng họ thì mình học theo, mình nói. Thì cũng có nhiều cái anh chị nói là cũng có nhiều cái là nhiều người nói là học thấy cũng chơi nhiều, nhưng mà bà xã Việt Lê đi học về thì tùy giáo viên, rồi bà xã Việt Lê học hai người giáo viên khác nhau á, có cái cô kỳ cổ nghỉ lễ, cổ đi chơi á, thì chuyển giáo viên khác thì kêu là hai người giáo viên, hai giáo trình nó khác luôn, có nghĩa là một người là dạy nó nặng, một người dạy nhẹ, tùy giáo viên họ dạy vậy đó. Thì có thêm clip nữa, lỡ cho cả nhà coi thêm clip khác nữa nè, về cái lớp học mà nãy mới quay bên ngoài, bây giờ quay vô lớp học nha, chia sẻ cả nhà xem
thì đừng có lo lắng quá là theo không kịp người ta hay sao đó. Lớp học đâu rồi? Thế này đi. Đây là cái căng tin anh Lê quay cái căng tin ăn uống hậu này đủ mới pha cà phê trà bữa bánh trái này nọ để mình nghỉ giải lao mình ra mình ăn uống. Sao Lê ngại là quay thấy mặt người ta cho nên là quay cũng không, nhưng mà bù lại thì cô giáo mọi người rất là thân thiện ha, giúp đỡ nhiệt tình, không quan trọng là bạn đến từ cái quốc gia nào, màu da sắc tộc ra sao đó. Họ giúp đỡ mình là nói chung là họ làm những cái nghề này là họ phải có một cái được yêu nghề và yêu cái tình thương yêu đồng loại ha. À. Rồi coi thêm cái clip nào nữa. Đây. Để ở đây là cái clip trong lớp học nè, đó là sang Lê ngồi nghe kia đó, đó là ngồi lớp học để ngồi sẽ theo theo làm việc theo group theo nhóm gì đó đó. Thì cái từ vựng tiếng Anh họ cải thiện rất là nhiều, thấy Việt Lê học bà xã Việt Lê thì kể lại đưa giáo trình Việt Lê coi thì học cũng nhiều lắm ấy nha, chứ không phải là học chơi chơi không đâu, không có chơi không đâu, cũng giáo trình tiếng Anh cũng 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 nhiều đó, sẽ học cả nhà chịu khó học thì cũng phát triển cái vốn tiếng Anh mình khá tốt đó. Sau thông đó cũng có nhiều cái chương trình ngoại khóa họ cũng hay tổ chức, nhiều cái tiệc sinh nhật của các thành viên trong nhóm nè, rồi sẽ dẫn đi ra ngoài ăn uống đó để order đồ ăn thức uống sao, họ sẽ hướng dẫn cho mình cái cách mình hòa nhập với cuộc sống xã hội á, khá là hay, chứ không phải là bà xã Việt Lê mê mê học ESL này lắm. Rồi cũng có ông anh ổng qua đây ổng chơi, ổng cũng đang ở diện bảo lãnh, chờ bảo lãnh, anh chị em bảo lãnh chờ cũng 10 năm rồi, 10 12 năm rồi, mở hồ sơ năm 2010 mà bữa nay 2014, 14 năm rồi. Chắc chờ thêm 2 2 3 năm nữa rồi đi, dính 2 năm dịch Covid đó. Thì anh kêu trời thích thích học ESL quá, anh cũng yếu tiếng Anh, anh mong sao được qua sớm để anh học ESL. Thực tế anh kêu giờ học ở Việt Nam thì cũng tốt thôi, nhưng mà khi mình đang ở Việt Nam lại lại không có động lực, anh nói như vậy là không có động lực học, qua qua đây thì có động lực đi học, lại dù gì ở Mỹ á, mình có động lực là ra mà gặp người ta mình nói không được mình tức lắm, cho nên phải có động lực đi học. Còn ở Việt Nam thì cứ xìu xìu ảnh ảnh, Việt Lê khuyên là anh có người thân bên này rồi anh xìu xìu ảnh được, chứ gần như em á là qua đây không có người thân hỗ trợ thì mình tự bơi á, mà không có tiếng Anh là cực khổ lắm. Cô chú anh chị mai mốt cũng vậy, qua đây mà không có người thân á thì sẽ khó bơi lắm, cho nên Việt Lê lúc nào cũng khuyên nhắc nhắc nhở là tiếng Anh là ưu tiên hàng đầu, tiếng Anh ưu tiên hàng đầu, thứ nhì mới là học là mới là tới học lái xe à, nhưng mà hai cái đó đi chung với nhau thì là quá good rồi, nếu có hai cái đó thì sẽ dễ dàng hòa nhập cuộc sống nhanh như Việt Lê thôi à, nhanh như Việt Lê thôi, mong mong cả nhà hiểu ý nha, chứ đừng có ý lại qua đây mới học thì nếu có người thân thì người thân hỗ trợ mình bước đầu, còn không thì sao, không thì sao sao mình bơi được à. Mình đập hồ sơ bên HC rồi qua bang Indiana mà lâu quá, anh băm xì. Đừng lo, anh đừng lo, thuyền đến đâu cầu ắt sẽ thẳng. Cái câu nói quen thuộc của vợ chồng Việt Lê hay nói mỗi khi mà khó khăn nó đang ập tới, lo lắng cũng được á, quay qua nói nhau một câu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, là ngủ ngon à. Ngô Quang Trường, hello anh, chúc gia đình anh và mọi người đang xem live cuối tuần vui vẻ, hy vọng ngày sau qua Mỹ có cơ hội gặp anh. Yeah. Bình đàn vừa em chuẩn bị đi làm hãng gà giống em. Dạ không. Chắc học tiếng Anh xong chắc xin vợ bà xã em mới vừa học xong khóa báo cáo thuế. Chắc sắp tới là xin đi làm trong báo cáo thuế. Thì cái gì phải học bà xã Việt Lê ở Việt Nam là làm kế toán, cho nên là cũng thích các con số, thích tính toán nên học báo cáo thuế. À, cho nên là vừa rồi là bà xã Việt Lê tự khai thuế cho Việt Lê luôn à, thì không nữa đua xe đạp Tuấn Anh không bạn ơi, chắc hẹn năm sau.
Bao lâu nói được vậy? Việc Lê học ESL bao lâu thì nói được? Tùy thuộc vào cái sự nỗ lực của bản thân mình á. Với lại mình dàn dĩ mình nói tiếng Anh bên này họ biết mình là học rồi. Thậm chí Việc Lê ra ngoài mà nói chuyện với cái người bản ngữ xứ á, Việc Lê để ý là những người nào mà họ tôn trọng mình lắm, họ biết là mình người nhập cư á. Đất nước Hoa Kỳ là một đất nước mà hợp chủng quốc Hoa Kỳ rất nhiều cái sắc dân tới đây á, thì người Mỹ chính gốc á, ở đây họ nói tiếng Anh tốt á, họ dư sang biết cái chuyện là khi người nhập cư tiếng Anh họ sẽ yếu, cho nên họ không có gì gọi là chê bai hay là cười đùa giễu cợt cái khả năng vốn tiếng Anh của mình hết. Mình khi mình họ nghe mình phát âm ra mà mình nói chậm nói dở á, thì họ biết ngay, thì họ sẽ nói chậm lại với mình, họ cho mình nghe và mình nói sao chăng nữa họ cũng đoán ý. Giống như là một người nước ngoài, người Mỹ hay người châu Âu nói tiếng Anh mà qua Việt Nam mình đi du lịch tới cả nhà, thì mà họ biết tiếng Việt chút ít á, họ thời gian lâu quá họ đi họ qua Việt Nam họ thích, xong họ lại họ làm việc á, thời gian họ học hỏi tiếng Việt á, thì họ nói tiếng Việt ra bập bẹ nhưng mà cả nhà vẫn đoán được ý nghĩa đúng không? Họ nói cái dù không bỏ dấu sắc ngã huyền hỏi nặng gì vô thì cả nhà cũng đoán được ý nghĩa. Thì người Mỹ cũng vậy thôi, họ nghe mình nói tiếng Anh thì nói tiếng bồ ấy, mình ráp chữ vô mà không 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 có ngữ ngữ pháp chia động thì chia động từ hay thì quá khứ hiện tại gì đó, thì mình nói tiếng bồ không thôi họ ráp vô họ vẫn hiểu ý của mình đó. Thì Lê nói rồi, học tiếng Anh đó, bên này đó, thì cố gắng làm sao mình học được một cái level mình nói họ hiểu là mình mừng rồi, từ từ mình sẽ thêm cái ngữ pháp vô sao cho đúng. Cả nhà nghe được xong cả nhà họ hỏi cả nhà trả lời được là đó là cái bước thành công đầu tiên rồi, thành công đầu tiên rồi, thì từ từ mình sẽ nói trơn tru hơn. Thay vì Việt Lê cũng nghe nhiều anh chị cô chú á, học tiếng Anh á, cái xong cũng có người nhiều người hỏi á, là trời ơi tôi nghe người ta nói tôi hiểu người ta nói á, mà tôi nói là không được, tôi nói ra chứ được, còn người kia là rặn đỏ mặt tía tai luôn mà nói ra được con chữ xong mỗi lần kiểu như giống như là cái câu đó người ta hỏi là trưa nay bạn mới mới ăn gì á, thì mình trả lời mình nghe được ổng hỏi mình trưa nay ăn gì á, mình sẽ trả lời trưa nay tôi ăn cơm với thịt sườn nướng nè, cơm tấm sườn nướng với ít cà chua canh rau đay chẳng hạn. Thì cái kiểu của người mới học tiếng Anh họ sẽ dịch cái câu trả lời bằng tiếng Việt, chứ sau đó họ phải dịch từ cái từ câu trả lời tiếng Việt đó sang tiếng Anh, họ rặn từng chữ như vậy á. Thì bước đầu có như vậy đi, chấp nhận từ 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 bắt đầu mình sẽ smooth dần lên, mình không cần suy nghĩ tới cái từ tiếng Việt mình dịch nữa mà nói thẳng là tiếng Anh luôn, thì mình sẽ lên level 2, level 3 sẽ từ từ là như vậy. Thì Việt Lê nói rồi đó, tiếng Anh Việt Lê cũng không có giỏi đủ để mà tồn tại được, đủ để mà chia sẻ tâm sự với người ta được, không có quá dùng rất nhiều cái từ từ ngữ hàn lâm, dùng những cái từ đặc biệt để nói chuyện. Thì Việt Lê cũng coi rất nhiều kênh người ta các anh mà dạy tiếng Anh ở trên Facebook, YouTube, TikTok, alo mình cũng phải coi để mình học hỏi thêm những cái từ mới á. Thì những người đó cũng nói là tiếng Anh giao tiếp á, thì không cần phải nói đao to búa lớn, không cần phải là diễn đạt cái kiểu là ta đây học trường lớp chính quy, mà thậm chí là người Mỹ bản xứ họ họ cũng chẳng nói những cái từ đó để làm cái gì hết trơn á, họ nói những câu rất hết sức đời thường, hết sức bình dân, thì mình nói người ta hiểu được thì người ta sẽ nói bình dân với mình cần vậy thôi, chứ đừng có nghĩ là mình phải học gì cao sang ghê gớm lắm. Mình qua đây mục đích qua đây để làm gì? Để hòa nhập cuộc sống. Sau đó cô chú anh chị muốn học năng học cao lên, học lên cao đẳng đại học, sau đó mình vô trường đi, là mình sẽ học thêm những cái vốn tiếng Anh chuyên ngành, những cái tiếng Anh mà cao cấp hơn. Còn việc lời khuyên là không cần phải quá chú trọng học kinh khủng khiếp, học giao tiếp là đủ rồi. Thì cơ bản thì bây giờ các lớp giao tiếp học ở Việt Nam cũng có mà việc là thấy nhanh nhất á, mà đi cô chú chị học nhanh nhất á, thì kiếm học kèm đi, một kèm một, chấp nhận cho một thời gian ngắn, ví dụ sắp đi ha 3 tháng 6 tháng thuê cô tiếng Anh, thầy cô tiếng Anh tới nhà dạy một kèm một là nhanh nhất, ngày nào cũng học thì họ tới họ nói có đó gọi là luyện phản xạ đó, hỏi câu nào ra là mình đáp lại câu đó ngay. Thì mình sẽ phát triển lên ha. Trả lời một số câu hỏi về là nói tiếp nha. Quang Vũ Lê chào anh. Kim Phượng Phan cho cô học tiếng Anh bên Mỹ phí còn rẻ hơn ở Việt Nam, trong khi Mỹ luôn mang tiếng là đất nước đắt đỏ. Nói sao ta, về giáo dục thì họ ưu tiên rất là tốt cho vấn đề giáo dục.
Thực tế thì con không muốn so sánh giữa Việt Nam với Mỹ, vì mọi cái sự so sánh trên trời này đều mang tính chất khập khiễng, mang tính chất tham khảo thôi, không có đúng. Câu này của ai nói, câu người nổi tiếng lắm mà quên rồi. Mọi sự so sánh trên đời này đều không đúng, đều khập khiễng hết. Thì để so sánh thì mình đừng so sánh giữa nước này nước kia. Mình chỉ nói là Mỹ thì rõ ràng thì đất nước, những đất nước phát triển thì họ chú trọng vào giáo dục lắm. Vì cái giáo dục cái nền tảng để mà họ đưa cái đất nước phát triển đi lên đó. Thì họ đầu tư vào giáo dục, làm cho người ta đi học miễn phí nè, trẻ nhỏ đi học miễn phí nè. Rồi người lớn đi học thì là đóng phí thấp mà. Có một số bang Việt Lê nghe nói đi học ESL không có đóng tiền luôn á. Mình đi làm sao sắp xếp được để đi học ESL Việt Lê ơi. Anh ơi, thì ESL ở đây họ có dạy ban ngày và dạy ban đêm nữa. Có suốt ban ngày, suốt ban đêm. Ban đêm thì học từ 5-6 giờ vậy đó, tới 9 giờ đêm. Đó, thì họ linh động họ dạy, mà đâu phải là bên này họ dạy ban ngày không đâu, họ không biết cái chuyện mình qua đây mình phải đi làm nữa chứ. Phạm Thị Ngọc Cẩm, chào em Việt Lê, chào chị Tính Trương Trần. Chào Việt Lê, trường rộng mênh mông. Dạ rộng lắm. Vinh Đào có cần lấy bằng, em mua nhà chưa, nhà bên đó giá bao nhiêu em, nhà Cali bên anh mắc lắm. Dạ Cali là mắc nhất nhì Mỹ mà. Đâu có mua nổi. Nhà ban em thì rẻ lắm anh, 200 mấy 300 ngàn có một căn nhà rộng 1000 mấy square feet rồi. Thuế cũng rẻ nữa, thuế chưa tới 1% nữa, rẻ lắm. Ban em là nếu mà để định cư á thì dành cho người mới qua á, thì rất là tốt luôn. Mà cô chú anh chị mà đi diện EB3 á, thì Việt Lê nghĩ là tới điểm này Việt Lê rút ra một cái điều khá thú vị á, là thường á, Việt Lê cũng nói trong mấy clip trước là làm EB3 á, thì họ sẽ đưa mình đến những cái bang nông nghiệp. Thì nước Mỹ chia làm đôi ha, coi trên bản đồ thế giới thì nước Mỹ chia làm đôi, một bên là màu xanh, một bên là màu vàng sa mạc. Thì phía bên bờ tây á sẽ là màu vàng sa mạc, một nửa bắt đầu từ Texas kéo qua tới Cali á, còn từ Texas mà kéo qua bên bờ đông, bên New York, bên này ở Washington á, thì nó là màu xanh muốt luôn. Thì do vấn đề về địa lý cũng như là khí hậu rồi đó, do luồng gió tạo mưa đó, thì là một nửa xanh một nửa vàng. Thì cho nên là cái diện mà diện EB3 của mình đi đây á, thì đa phần làm về nông nghiệp á, về hãng, về thực phẩm á, thì đa phần là họ sẽ đưa mình qua những cái bang nông nghiệp ở phía bên này, Georgia rồi Carolina, rồi ở trên phía bắc là làm công nhân xưởng máy Ohio, Indiana, rồi chẳng hạn vậy đó. Thì phía bên này họ chuyên về nông nghiệp, thì đưa vào những cái vùng hãng xưởng họ sẽ nằm ở những vùng nông thôn. Về đó mình làm sẽ có một cái lợi cho mình là có chú anh chị sẽ nghĩ là về những vùng đó ít người Việt hay là cơ sở vật chất nó thiếu thốn á, sẽ làm cho mình buồn, mình buồn, mình cảm thấy là cuộc sống nó đang nhộn nhịp ở Việt Nam, ở thành phố lớn ở Sài Gòn nhộn nhịp, nó quen qua đây nó buồn. Thì thực tế là thì đó là một cái điểm lợi, đến giờ phút này Việt Lê thấy đó là một điểm lợi, đó là những cái vùng này á, thì sẽ cả nhà sẽ thấy nó sẽ mang đến cho mình một cái cuộc sống nó khá là dễ chịu. Thứ nhất là xăng rẻ, cái bang của Việt Lê xăng cực kỳ rẻ. Nếu có chuẩn bị là bên Cali thì confirm với Việt Lê, xăng Cali bữa nay hình như là 4-5 đồng gì đúng không cô chú anh chị? Đợt trước có nghe nói lên 5-6 đồng gì đúng không? Thì xăng của bang Việt Lê á chỉ có 3 đồng mấy thôi, 2.99 thôi là xăng 87 á. Còn lên 3.1, 3.2, 3.4 á thì là xăng 90-92. Còn xăng 87 á thì xe Việt Lê đổ xăng 87 à, có 2.9 nè, có chỗ lên 3 đồng, 3.1, rất là rẻ. Xăng này rẻ ha, chi phí sinh hoạt cũng rẻ, thuê nhà cũng rẻ. Cũng nghe nói là mình chỉ so sánh với nước Mỹ thôi, so sánh với bang Cali, bởi vì thực tế bang Cali quá đắt đỏ. Nhiều của chú anh chị ở bên Cali cũng comment các clip YouTube Việt Lê, cũng nói là nhà bên Việt Lê thuê rẻ thế, thuê nguyên một căn nhà Việt Lê, thuê một căn nhà nguyên căn như vậy, 3 phòng ngủ, 3 toilet như vậy, 2 lầu như vậy, rộng như vậy, mà chỉ có $1,700 một tháng thôi, chưa tính điện nước ha. Có 1,700 thôi, thì bên Cali 1,700 là chắc chỉ thuê được mỗi gara thôi, hoặc là một cái phòng, xe phòng thôi. Đó,
thì phòng ở bang ở bang Berkeley, những bang nông nghiệp như là xe phòng chỉ có 500 đến 700 đô một phòng thôi, nếu mà xe phòng. Còn thuê nhà nguyên căn có ngàn mấy đô thôi đó, mức sống khá là dễ chịu, khá là dễ chịu. Và thêm nữa là cái cuộc sống nó khá là nhẹ nhàng, khá là nhẹ nhàng ở chỗ là cái bang, những bang nông nghiệp á thì ít xô bồ hơn. À, cả nhà tưởng tượng nó giống y chang Việt Nam mình, nếu cả nhà sống ở Sài Gòn thì nó xô bồ, người đông đúc nhộn nhịp qua lại, nó cũng muốn tệ nạn gì đó. Thì khi cả nhà dời xuống khu miền Tây, cả nhà về trên Lâm Đồng, cả nhà về miền biển, à, cả nhà về khu Rạch Giá, Tiền Giang gì đó, các nhà sẽ thấy về quê đó thì người dân sẽ hiền hòa, chất phác, nhẹ nhàng hơn. Thì y chang bên Mỹ này cũng vậy, sống như thành phố lớn thì nhiều cái phức tạp hơn, nhưng mà họ đưa mình vào qua làm E3 thì mình ở những vùng nông thôn như vậy á thì sẽ thấy nó cuộc sống nó yên bình. À, việc là hay nói trong mấy clip về cuộc sống của Mỹ á, nhiều của chúng chị nó làm gì có chuyện của Mỹ mà sao nó vui vẻ sung sướng vậy. Thì đúng thiệt, thì việc là tới ngay cái bang nông thôn ra đường người già nhiều lắm, đi siêu thị người già nhiều lắm, bởi vì cái bang này người người trẻ họ sinh ra, họ lớn lên, họ đi lập nghiệp qua những thành phố lớn hết trơn rồi. Giống như ở quê ở Việt Nam hồi xưa là cứ ở quê, thì ở Lâm Đồng cứ ở quê cứ học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3, học cấp 3 xong là mặc định là đứa nào cũng phải đi Sài Gòn để học đại học ở Sài Gòn hết, mặc định như vậy. Thì ở đây cũng vậy, tụi trẻ đi hết trơn rồi, để lại toàn ông bà già không ra đường, ông bà già cho nên là dừng đèn đỏ, đôi khi việc lên quê việc lên không chạy, đèn đèn xanh báo giây rồi họ vẫn chờ, không có bóp còi đâu. Đừng bữa việc lên mới chạy qua bên chốt trà thôi, việc lên xin lỗi ở đây, việc lên phải là so sánh chê bai, việc lên qua bên chốt trà chơi thôi, việc lên dừng đèn đỏ xíu thôi, việc lên quên quẹo thôi, chứ gì hết đèn đỏ mới chuyển sang xanh cái là phía sau bóp còi ten 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 hối hối thúc mình chạy rồi. Thấy cái điểm khác biệt giữa mà một thành phố lớn và một bang vùng, vùng thị trấn nhỏ nông thôn nó khác nhau vậy đó, thì cái nhịp sống mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn ha, sẽ có một cái lợi đó. Cái lại cái chỗ việc lê ở, việc lê chưa thấy ăn xin, chưa thấy ăn xin ăn mày người vô gia cư, không thấy, bởi vì vô gia cư ăn xin ăn mày thì họ sẽ tập trung thành phố lớn để họ 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 có nhiều cái cơ hội để họ 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 xin được tiền nhiều hơn, hay là họ đến những cái bang nhưng mà được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều hơn chẳng hạn. Về cái chuyện mà đảng phái này nọ, Việt Lê chưa nghiên cứu, trời vẫn còn đang tập trung vô mình để làm. À, cả nhà trên diễn đàn để đi diện E3 xin chia sẻ giúp mình, từ khi bắt đầu hồ sơ thì mấy năm được phỏng vấn à, mình nghe nói trước kia thì 7 năm nhưng giờ chỉ cần 3-4 năm được phỏng vấn đúng không cả nhà? Ngược lại á chị Loan Lê ơi, ngược lại á, ngược lại. Chú đi lên mở cái cửa ra cho nó mát chút. Mùa này cái biên độ nhiệt nó thay đổi, nó khá là giãn cách. Buổi sáng 12 độ nhưng mà sang buổi chiều là hai mấy độ, nó trên mười mấy độ mà trong một ngày, nó dễ bệnh lắm á. Trả lời câu hỏi của chị Loan Lê, nó ngược lại á chị Loan Lê ơi. Hồi xưa là 3-4 năm, bây giờ hay 7 năm, nó ngược lại. Bởi vì là như năm của Việt Lê làm á là chỉ cần hai đến 2 năm thôi là đã phỏng vấn rồi, từ lúc mở hồ sơ tới 2 năm phỏng vấn rồi đó. Nhưng mà thời năm đó, năm đó 29 Việt Lê phỏng rớt, thì mà bây giờ phải hơn, bởi vì là không cần tìm hiểu đâu xa, chỉ cần nắm được một cái yếu yếu tố quan trọng duy nhất thôi là cái bản visa bulletin. À, visa bulletin là gì, cả nhà search trên mạng rất nhiều cái người ta chia sẻ, đó là để biết được là ngày nào mình sẽ phỏng vấn. Hiện tại thì giờ visa bulletin vẫn còn đang kẹt ở tháng 8 hoặc tháng 10, tháng 8 đến tháng 10 năm 2020, có là những bộ hồ sơ nào mà có ngày ưu tiên, ngày BD. Việt Lên nói rất là nhiều cái ngày BD, là cái này kiến kiến thức căn bản thôi chứ không phải sâu xa gì, Việt Lên biết tới đâu Việt Lên chia sẻ tới đó nha, kiến thức căn bản về cái E3 thôi. Là BD là cái ngày priority day, ngày ưu tiên á, là cái ngày mà mình nộp các LC lên bộ lao động, là cái ngày mà họ nhận cái case của mình á, thì đó là ngày ưu tiên. Thì cái ngày nhận thôi chứ không phải ngày approve nha, ngày nhận thôi, đó đó là ngày ưu tiên. Thì ví dụ như mình nộp cái hoàn tất hồ sơ, mình nộp xin LC vào bây giờ mới nộp đúng không? À, ví dụ mình nộp vào năm 2019 đi, tháng 11 năm 2019 mình nộp lên, thì đó là ngày ưu tiên của mình là tháng 11 năm 2019. Thì có nghĩa là bây giờ cái visa bulletin tới ngày
tới tháng 5 2020 thì nó là những bộ hồ sơ nào mình nộp trước năm 2020 thì sẽ được tới giờ phỏng vấn. Sẽ tới được ngày giờ phỏng vấn. Còn những bộ hồ sơ nào mà nộp 2020 thì phải chờ chờ chừng nào các bản visa routine nó tới đó đi thì họ mới tới lượt mình phỏng vấn. Thì cả nhà biết là từ năm ngoái lúc Việt Lê phỏng vấn á, bây giờ tới giờ là 10 tháng, Việt Lê qua Mỹ 10 tháng rồi ha. Thì lúc đó năm ngoái là năm 2020, nó kẹt 2020. Tới giờ 10 tháng rồi vẫn còn 2020. Chứng tỏ là họ đang xử lý các hồ sơ tồn đọng trước năm 2020, từ 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Là những năm đó bị tồn đọng lại, họ sẽ xử lý những hồ sơ đó vì dính dịch nào, vì họ phải tra soát lại về vấn đề và xử lý thủ tục hành chính các hồ sơ mà như Việt Lê phỏng vấn rớt lần một, vì họ trả giá xanh đó, xong rồi họ sẽ xét duyệt đưa qua Mỹ, họ USCIS họ sẽ gọi là reaffirm lại cái bộ sơ đó, họ chuyển về cho lãnh sự quán Việt Nam phỏng vấn á, thì xét những cái trường hợp đó, cho nên là vẫn còn kẹt ở tháng 10 năm 2020. Thì cả nhà tính dùng Việt Lê đơn giản thì bây giờ tháng 4 năm 2024, bây giờ mình bắt đầu mở hồ sơ đi. Tháng 10 2020 tới tháng 4 2024 là phải 4 năm. Có nghĩa là ít nhất là 4 năm nữa thì cả nhà mới được phỏng vấn. Nếu bây giờ mở hồ sơ, ít nhất 4 năm nữa mới được phỏng vấn. Nếu trong điều kiện bình thường, không có biến động và visa routine nó cứ nhảy đều đều. Có nghĩa là cứ 1 tháng nhảy qua tháng nữa thì mình là 4 năm. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thật sự là tới bây giờ vẫn còn kẹt ở năm 2020 thì chưa biết mấy tháng nữa nó có nhảy qua 2021 hay không, thì ít nhất là 4 năm nữa mới được phỏng vấn. Thì hiện tại mà chỗ nào mà nói là 2-3 năm phỏng vấn thì mình phải xem lại ha. Vợ em không đi làm nếu lấy tiền cash. Dạ cái này để hỏi vợ em thôi. Em cũng biết nữa. Báo cáo thuế học lâu không Việt Lê? Bà xã em yếu tiếng Anh nên học báo cáo thuế của người Việt mình dạy ở bên Bengali á, học online vậy. Go Academy kiến trúc, chào anh Việt Lê và chào anh Charlie Trần. Khi bà học xong lớp ESL thì sẽ có cấp bằng. Dạ. Hình như có cấp bằng á, đúng rồi, tháng 5 này học xong nè. Cấp bằng á, muốn học nổi thì học. Cho mình hỏi mở hồ sơ E3 nên đi tiểu bang nào dễ, có nhiều lựa chọn công việc phù hợp người lớn tuổi. Chị Loan Lê ơi, có lẽ là chị cũng chưa tìm hiểu nhiều về E3 đúng không? Mình không có được lựa chọn nên đi tiểu bang nào đâu, bởi vì cái công việc mà ví dụ như mình tới công ty nào mình chọn mặt gửi vàng cái công ty dịch vụ thì họ sẽ đưa ra cho mình. Thời điểm hiện tại chúng tôi có cái liên kết, có một số công việc cụ thể như sau. Họ sẽ đưa ra mình 3-4 job, ví dụ job làm hãng gà, job là hãng cá, hãng gốc chó, công nhân hỗ trợ sản xuất. Mà những cái công ty đó họ nằm ở bang này bang kia cố định rồi thì chị chỉ cái lựa chọn công việc nào đó thôi, chứ không phải là chị được lựa chọn bang đâu. Cái công việc đó, cái công ty đó nằm ở bang nào thì chị phải làm ở đó, chứ không phải là đi tiểu bang nào dễ đâu. Quan trọng là công ty chứ không phải là do tiểu bang quyết định. Bên anh muốn làm khai thuế phải học và thi lấy bằng. Dạ đúng rồi. Nhà bên em để dây sóng Cali nhà mắc sang Cali mắc nhất nước Mỹ có khi lên đến 7 đồng. Nó kinh khủng nó ta, 7 đồng lận hả? Nhưng mà bù lại lương bên Cali nó cao. Nhưng mà cũng áp lực. Nếu vợ em không đi làm phụ em một mình, em trả 1.700 cộng điện thoại tính gần 2.000 cũng nặng cho em đi làm hãng gà đủ trả, nhưng chắc không dư nhiều là không dư luôn á. Không dư luôn á. Phải chạy xe thêm giao Uber, DoorDash, đồ ăn đó để bù vô. Đỡ một cái là con em đi học nó không tốn tiền nên là cũng đỡ. Bên Cali một phòng thì 1.800, nếu xe thì 700 trở lên tùy theo khuôn. Dạ em nghe nói là bên đó những nhà Cali họ remodel lại căn nhà, cái gara họ remodel lại trở thành một cái nhà nhỏ, cũng có phòng khách, cũng một phòng ngủ á, cũng cho thuê gần 3-4 ngàn gì đúng không chị, hoặc là họ làm thêm một cái ADU phía sau nhà đó để mà cho thuê á, thì khá là mắc. Vinh Đào ăn xin tập trung thành phố lớn. Nhà đúng rồi, thành phố lớn thì mới có cái để mà kiếm ăn được. GP Gaming nó Mỹ muốn mua ô tô trả góp cần điều kiện gì à? Thì mình cũng mới qua mình mua ô tô trả góp đó, bạn coi lại cái clip của mình làm mua xe hơi đó, thì mới qua là những cái điểm tín dụng mua trả góp. Lúc đó Việt Lê làm lên thì cũng nhiều cô chú cũng nhiều người nói là Việt Lê nổ, Việt Kiều nổ, mới qua Mỹ mà đòi mua xe trả góp, ai mà làm chuyện đó.
thì làm được thôi, mua được thôi, là liên hệ những cái hãng mua xe của hãng, họ sẽ có những cái quỹ tín dụng của họ đó, họ cho mình vay bù lại lãi suất cao lắm 14-15% lận. Nhưng mà như Việt Lê á, thì Việt Lê chấp nhận để Việt Lê vay được lãi suất đó, và kiểu cho dù anh chị có đủ tiền nhưng nữa, Việt Lê cũng khuyên là nên mua trả góp đi. Việt Lê mua trả góp mấy cái 6 tháng là điểm tín dụng Việt Lê 730 điểm, siêu cao luôn. Có một cái lợi bây giờ mà phát huy cái lợi của đó nha, tí Việt Lê kể chuyện là Việt Lê mới vừa đổi cái điện thoại iPhone 15, Việt Lê mới đổi cái này. Cái iPhone 15 Pro Max 512 GB, không tốn đồng xu nào luôn, nhờ cái điểm tín dụng Việt Lê có 700, không tốn đồng xu nào luôn. Việt Lê chỉ ra trade cái điện thoại cũ Việt lúc Việt Lê mua ở Việt Nam á, cái iPhone 11 Pro Max ra đưa vô, là họ mình Việt Lê chỉ đóng tiền thuế cái điện thoại mới này thôi. Nếu Việt Lê mở mở thêm một cái line line mới á, thì không cần trade điện thoại cũ vô luôn. Việc hồi chiều mới vừa ra mua một cái iPad cho bé Duri nữa, cũng không tốn đồng nào luôn. Họ mở điểm dụng Việt Lê ra, Việt Lê ô điểm dụng anh cao quá, 730 mấy điểm, cho nên anh được mở thêm 10 like nữa mà không cần bỏ một đồng tiền down nào hết. Có nghĩa là không cần bỏ đồng tiền nào để mua cái sản phẩm, cho dù iPhone 21, iPhone 16 ra Việt Lê cũng đổi cho bà xã nè, cũng không tốn đồng nào hết. Là một một tháng họ, ví dụ một tháng mình Việt Lê có like rồi không, ra Việt là mua thêm một cái iPhone 16 rồi sắp ra đi ha, thì một tháng chỉ đóng 20 đô nữa thôi. Có nghĩa là 20 đô đó là 20 đô có tiền sử dụng điện thoại á, có nghĩa là cước giá cước điện thoại á, một tháng 20 đô thôi. Thì giá cước điện thoại Việt Lê đang xài mạng AT&T là tháng 45 đồng này, là một một line. Mai mốt việc mình mở thêm một line chỉ có 20 đô một tháng thôi. 20 đô là tiền mình gọi 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 miễn phí nè, nhắn tin miễn phí nè, rồi xài 5G cũng unlimited thoải mái luôn, là một tháng có 20 đô thôi. Mà Việt Lê ra lấy cái điện thoại, muốn lấy điện thoại, muốn lấy iPad, muốn lấy Apple Watch, muốn lấy cái gì cũng được hết, không tốn một đồng nào hết, chỉ đóng tiền thuế thôi, đóng tiền thuế cái điện thoại đó thôi. Hồi chị mới mua cái iPad cho Ri chính, chị đóng có 91 đô tiền thuế thôi, thuế của cái iPad đó đó, còn lại là họ đưa mình về mình xài thoải mái à. Đó một cái lợi khi điểm tín dụng cao, họ nói điểm tín dụng cao mình cao là mua thêm 10 10 cái like nữa, được mở 10 like nữa mà không đóng tiền đâu mình à, nó sẽ có lợi đó ha. Thì cô chú anh chị mua cái xe hơi xong đó, thì cố gắng 6 tháng sau mình có cái điểm tín dụng rồi, thì đó mình lấy tiền ra mình trả đứt, thì tuần tuần sau Việt Lê sẽ ra trả 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 hết cái khoản nợ của xe ô tô cũ đi, bay bay off á, mình trả hết. Thì mình dùng cái điểm tín dụng, mình dùng cái việc mua góp xe ô tô ban đầu để mình build tín dụng, cái đó là cách tốt nhất luôn. Việt Lê học hỏi trên nhiều kênh YouTube người ta chỉ, kênh anh Thắng Chương chỉ Việt Lê, Lê coi chỉ có tìm tòi thì mình sẽ có cái tiết kiệm thời gian hả. Hello Việt Lê, lâu rồi mới thấy em. À thêm nữa, các bạn GB Gaming mới qua Mỹ mua thôi trợ cấp cần điều kiện gì á? À, Việt Lê nói là ngoài cái chuyện là phải bạn phải chịu lãi suất cao 14-15% á, thì bạn cũng cần có tiền đa với mình nó nhiều một chút. À, như bên này người Mỹ được, người Mỹ họ có ở lâu năm rồi, họ có điểm tín dụng rồi, họ ra mua xe đôi khi họ down có 10% thôi, thì mình chấp nhận mình down khoảng 40-50% đi. Chẳng hạn mua cái xe 30 ngàn mình down 15 ngàn đi, là họ cho vay cái rẹt liền, họ cho vay cái rẹt liền nha. Hello thầy môi bôi, hello Việt Lê, lâu rồi mới thấy em. Việt Lê cho chị xin số điện thoại của bà xem bói bên hôm nay với em, tại vì là chứ ủa ô hết pin. Oh wow. Vẫn còn like đúng không? Chờ một chút. Khoan 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 à, điện thoại hết pin à, cả nhà chờ Việt Lê một chút nha. À, mở lại lần sau. Rồi cái điện thoại cái hết pin phải dùng cái phải dùng cái camera của cái máy tính nãy quên xài điện thoại tắt nguồn luôn. Cả nhà thấy hình ảnh lại chưa?
Rồi cho nó tiện. Cả ngày nay đi chạy dùng cái điện thoại này để chạy giao hàng á, giao Uber, giao giao thức ăn, cho nên là hết pin từ chiều giờ quên để nãy đôi đây hối hối ba lấy chim đi, thế còn lại chim với bàn chút còn đi ngủ, cái là quên quên cắm sạc luôn, giờ nó đang lay để chừng sập nguồn luôn. Chỉ mà cái này thì nó hơi mờ hơn một chút, cô chú anh chị chịu khó nha. Sáng chủ nhật mình làm ly cà phê, làm ly trà nóng, ngồi nghe Việt Lê nói chuyện cho nó đỡ buồn. À, cái vụ chị thì mùi bùi hỏi ha, chị nhắn tin cho riêng cho em đi, lâu quá cũng quên không biết em lục lại còn nữa. Cuối tuần vui nhé Việt Lê ơi, Long Trần cảm ơn anh. Cái dịp cuối tuần chúc gia đình Việt Lê vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi, yêu thích kênh của bạn. Cảm ơn chị. Ngày hôm nay đi chạy chạy Uber thì kêu Dory con phải đi theo ba kiếm tiền nhà, biết cái giá trị đồng tiền thì bác ngồi xe, bà cứ rên tới rên lui. Hồi chiều nay chạy về sớm một chút tập xe đạp cho Dory. Biết đi rồi mà phải tập cho nó nhường nhuyễn luôn. Quốc Phương chào em, anh Trần chào Việt Lê, Loan Lê cảm Việt Lê nhiều. Dạ không có chi. Olio, Việt Lê mở hồ sơ bên này giới thiệu gia đình chị với, chị nhắn tin riêng cho bên em bên Facebook đi chị. Sao Facebook em Việt Lê nó mới qua Mỹ, y chang tên của cái trên YouTube luôn. Chị sợ bên đó nha, em trả lời cho. Làm clip về shop gần đi. Loan Nguyễn Thị Ngọc, ồ, chị chị là nữ mà sao chị máu thế. Vinh Đào rồi, Hữu Việt Nguyễn nhớ cấp truyền hình không anh? Nhớ chứ. Nhớ những chiếc mô tô chứ. À Việt Lê nói cái gì nữa hả? Nói gì quên rồi. Cả nhà câu hỏi cả nhà cứ đặt đi, Việt Lê nhớ đâu cho Việt Lê trả lời đó. Nói gì quên rồi. À nói cả nhà like cái trang fanpage Facebook của Việt Lê chứ. Việt Lê lúc mới qua Mỹ nha. Việt Lê đăng rất nhiều cái clip ngắn hay hay của anh đó. À, cái thời đại bây giờ là thời đại của những clip ngắn. Mà màn hình dọc quay nhiều cái những cái nhỏ nhỏ hay hay bên đó mà không đủ dài để mình làm thành một clip YouTube, nên mình đành làm clip ngắn mình chia sẻ bên đó cho cả nhà xem, có thêm cái niềm vui, có thêm nhiều cái thông tin. Tí nữa Việt Lê sẽ một cái clip khá là vui nữa trên Việt Lê lúc mới qua Mỹ, khá thú vị. Bắt theo trend trend của có thể bây giờ là dậy đi em, Mỹ gọi. Tí nữa Việt Lê sẽ up clip lên cả nhà theo dõi trên fanpage Việt Lê lúc mới qua Mỹ nha. Từ lúc Việt Lê đọc vấn sao quay qua Mỹ sao khá là thú vị. Kha City tiếc là năm nay không có góc quay Goldwyn đến từ vị trí của Việt Lê. Ai rồi cũng phải sẽ có những cái hướng đi mới mà. Cả nhà cần hỏi gì về ESL không? Cái chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ về ESL mà. Kêu ra kêu coi kênh qua Mịch Lê này, bực mình quá, tối ngày ổng cứ bắt đi học tiếng Anh. Tối ngày cứ bắt đi học tiếng Anh. Thì bây giờ học tiếng Anh nó không bổ ngang bổ dọc, ví dụ mai mốt mình không có đi Mỹ hay đi nước khác mình cần tiếng Anh vậy. Đâu có, mà bây giờ thì chỉ có đi Mỹ là không, cái dạng E3 là không cần tiếng Anh thôi. Đi nước nào cũng cần tiếng Anh trơn rồi. Canada cũng 4.5, 5.5, Úc cũng 5.5, 6.5. Nước nào cũng cần tiếng Anh hết trơn trời á. Thì bây giờ cái thời đại này mà không có tiếng Anh cũng khó trăm bề. Khó trăm bề. Mình sẽ khó hội nhập cuộc sống lắm. Vậy là việc leo qua Mỹ gần 1 năm nhanh quá. 10 tháng. Em phỏng vấn vào tháng 5 năm 2023 đậu, xong rồi sắp xếp công việc là cuối tháng 6 em bay. Bữa nay là tháng 4, 10 tháng rồi, 10 tháng qua Mỹ. Chào Việt Lê cuối tuần vui vẻ, chân trần. Cũng gặt hái được một số cái
cái cảm xúc mà hồi xưa mình mơ được được trải qua. Việt Lê còn rất là nhiều cái dự định ấp ủ, từ từ sẽ làm và từ từ sẽ chia sẻ cho cả nhà. Nhiều lắm, Việt Lê mở mở kế hoạch cho 10 năm tới nữa. Thì mình sẽ từ từ mình làm, từng bước mình làm. Tại hồi xưa mở ba Việt Nam trong mấy năm đó suốt ngày chỉ nghĩ về cái chuyện này, cho nên mình lên kế hoạch cả mấy năm trời rồi. Cho nên giờ mình động mình đi được, mình may mắn mình động mình đi được rồi, thì bây giờ mình sẽ hoàn thành từng bước một từng cái kế hoạch nhỏ nhỏ của mình. Và trong đó cái bài lên mê mê nhất là bữa giờ cứ nói bà xã hoài là mua một chiếc xe RV AV Mobile Home để mà đi khắp nước Mỹ. Hữu Việt Nguyễn, anh cũng khá tiếng Anh, sao em thấy anh làm lương thấp vậy? Anh cũng khá tiếng Anh, sao em thấy anh làm lương thấp vậy? Hữu Việt Nguyễn, à là ý nói mình đó hả? Ờ đúng rồi, là EE3 lương thấp lắm mà. Bạn đang hiểu cái vấn đề là mình đi qua đây mình làm theo dạng là lao động định cư EE3 đó, mình làm cái hãng một năm á, thì lương phải thấp chứ. Nếu mà lương lương cao họ đâu tuyển mình chi, lương cao người Mỹ họ làm hết rồi đâu tới lượt mình cần dân nhập cư như mình vô làm chi, đúng không? Phải lương thấp thôi. Mà lương 15 đồng so với tiểu bang Việt Lê là cũng thấp đâu. Việt Lê bây giờ đi nghiên cứu ở ngoài á, làm McDonald's ở ngoài cũng 90 đồng gì rồi. Nói chung lương 15 đồng là ổn đó, trung bình khá so với khá nhưng mà trung bình đó so so với tiểu bang Việt Lê đó, 15 đồng đó. Là 15 đồng là so với thấp nhưng tiểu bang khác, nhưng mà tiểu bang Việt Lê 15 đồng là sống rất là thoải mái, do Việt Lê thuê nhà mắc quá, xe phòng là được rồi, nhưng mà giờ khổ quá. Việt Lê với bà xã Việt Lê có một cái dở là Việt Lê thích nấu ăn, bà xã Việt Lê cũng nấu ăn, cho nên không không thích xài bếp chung, cho nên là vì cái bếp thôi mà đành phải thuê nguyên căn nhà. Việt Lê mê nấu ăn lắm. Mà xài bếp chung thì bà xã Việt Lê tính gọn gàng cực kỳ luôn, sạch lắm, cái bếp sạch lắm, cho nên là không. Thì đặc biệt là đồ ăn rất là rẻ, đồ ăn rẻ lắm thật sự. Không biết Mỹ họ vận hành cái kiểu gì không hiểu được mà sao đồ ăn rẻ quá. Thật sự làm đồ ăn quá rẻ. Chiều nay Việt Lê buổi trưa chạy 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 Uber á, cho nên đói bụng xong tự nhiên thèm thèm ăn hải sản. Thì ở chỗ Việt Lê có cái buffet người Tàu á, người Tàu họ kinh doanh hay thiệt. Buffet người Tàu, người Trung Quốc họ mở buffet đó, đông lắm, người Tây ăn nhiều lắm. Thì vé vô có 20 đô thôi. 20 đô tính ra Việt Nam 500 ngàn, đối với Việt Nam 500 ngàn là cũng lớn đúng không? Nhưng mà thực tế Việt Nam bây giờ mà đi ăn buffet thì 400-500 ngàn là buffet trung bình. Thì buffet tiền triệu thì mới ăn được ổn ổn. Còn ở đây thì buffet một vé như người lớn có 20 đồng thôi. Thì ăn vô đó là rất nhiều món ăn kinh khủng, nhiều khiếp luôn. Rồi hải sản, tôm, cua, rồi tôm raw fish, đủ thứ hết đó. Rồi thịt bò, rồi bít tết, rồi mọi thứ nhiều lắm. Nói chung chỉ có 20 đô thôi. Thì ba người ăn Việt Lê với bà xã với Dori có 60 đô. Thì 20 đô chỉ bằng một giờ hơn Việt Lê làm một xíu thôi là được ăn được một bữa buffet rồi. Một bữa buffet thịnh soạn rồi. Còn lại là coi như là đồ ăn thức uống ngoài, mọi thứ nó đều rẻ, đặc biệt xăng cũng rất là rẻ. Như Việt Lê hay nói là một giờ đổ được 15 lít xăng đó. Thì có thể là do xăng rẻ cho nên là đồ ăn thức uống nó kéo theo, nó rẻ theo. Thật sự là nếu mà làm bên này ổn định hết rồi thì thật sự là không lo đói rồi, không lo đói rồi. Đồ ăn sao nó rẻ quá, thật sự đồ ăn quá rẻ, ăn quá rẻ. Hello, I'm from Southern California. Diego, Cali, em chưa có dịp đi, nghe nói Cali đẹp lắm mà chưa có dịp đi du lịch. Sắp tới xong là em sẽ đi du lịch Cali, một trong những tiểu bang đẹp mà giàu nhất nước Mỹ. Nhà cũng cao, lương cũng cao. Nguyên Marcus, hai bạn sau khi một năm E3 xong dự định đi đâu? Em chưa biết nữa, em thì mê biển. Rồi em sẽ tìm vùng biển nào đó. Em không thích nơi đông 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 đúc á, vùng quê nào ở biển. Vimacus E3 mà, dạ. Yeah. Animal Rescue. Fast Food Worker in Cali là 20 đô một giờ. Dạ. Yeah. Cali lương lương cao cho nên là nhà
với lại cái phí sinh hoạt cũng cao anh ha. Kali 20, 20 nhân tiền rent mắc cũng vậy thôi. Dạ, bù qua sức lại cũng vậy. Bù qua sức lại cũng vậy. Khi nào qua Minnesota mời anh cà phê nha, Hữu Việt Nguyễn. Dạ bạn, bạn Hữu Việt Nguyễn, bạn ở Minnesota ha. Lạnh lắm á, tiểu bang lạnh. Nghe nói người ta hay nói Minnesota là cái tủ lạnh của nước Mỹ. Phải không vậy? Qua Florida đi Việt Lê, nhiều activity outside lắm, khí hậu giống Việt Nam. Dạ, Thủy Trăng. Chị ơi, vừa bữa em có tuyển bạn tuyển tuyển bạn em về lại Cali thì em có tuyển đi một đoạn xuống Florida. Em có đi xuống Florida. Nóng giống y chang Sài Gòn. Biển đẹp, em có đi Orlando và em chạy qua Tampa luôn rồi. Thì em thích biển bên Tampa. Đẹp. Nhưng mà nhà gì đó mắc hơn trên này xíu. Nhưng mà em cũng thích gì đó, thích cái vùng nào mà vắng người hơn, với lại quan 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 trọng là trường học tốt. Vì mục đích qua ưu tiên qua qua đây là vì 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 bé Dory đến học á, cũng muốn tìm trường học tốt. Khi nào qua Cali anh chở em đi tham quan nha. Dạ cảm ơn anh trước nha anh Vinh Đào. Dạ không biết đọc tên anh là Vinh Đào hay là Vinh gì, em đọc sai anh thứ lỗi nha. Trình Trần single mom, con 5 tuổi đăng ký làm e bảo không bị lê. Dạ được mà. Dạ đâu đâu có vấn đề gì. Chị liên hệ mấy công ty họ tư vấn nha. Họ tư vấn cho chị nha. Nếu bạn cần giúp gì ở Central Florida thì alo mình with Marcus. Dạ cảm ơn anh trước. Bữa chạy xuống như đó thấy kinh khủng quá. Ở cái tiểu bang em là tiểu bang nghèo cho nên đường xá nó dễ đi. Bữa em chạy xuống Florida thử, trời ơi không dám đeo mắt kính là trời nắng á. Em đeo mắt 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 kính đen cho đỡ 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 nắng nắng chói, mà không dám đeo mắt kính, tháo mắt kính luôn. Đi sai một ly đi một dặm, hơn đi mấy dặm luôn, có nghĩa là quá trời, còn vượt xếp tầng 4 5 tầng nữa ở trên á. Mà tới đó quẹo trái quẹo phải, một lối quẹo trái thôi là ba bốn lối để mình quẹo trái, quẹo ngược, quẹo lộn một lối quẹo trái thôi là đi dẫn lên trên đường trên cầu đi quẹo vòng ngược đi hướng khác rồi, cho nên kinh khủng quá. Thứ hai nữa, cái luồng traffic ở dưới phố đi ra họ chạy kinh quá, chứ đó họ chạy xe kinh quá, chạy ao 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 vượt mặt gieo 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 gieo, mà giới hạn tốc độ 70 mà sao em chạy xét đúng tốc độ 70 mà sao họ cứ qua mặt em cứ du 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 kinh khủng khiếp. Chạy một chuyến Florida về lên 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 tay nghề luôn á. Anh nghe nói bên Cali người ta chạy xe cũng ghê lắm đúng không? Any more skill à? Rent in Irvine 4.000 đô một phòng ngủ, một phòng tắm, cho mát vậy. Irvine này ở tiểu bang nào anh? Em cũng chưa rành lắm. Minnesota lạnh nhưng làm đúng việc lương cao lắm. Dạ, Nguyên Marcos. Dạ, cảm ơn mấy anh nhiều. Chia sẻ em, chứ còn em còn chưa có chân ráo, chưa biết gì nhiều. Biển Cali chán lắm, lạnh như nước lạnh trong tủ lạnh. Ủa vậy sao? Vậy hả? Biển mà phải tắm được mới thích chứ. Vinh Đào đúng rồi em, dạ Vinh Đào. Ở Việt Nguyễn, Minnesota chỉ là mùa đông thôi, nhìn dễ sống, lương hẳn cao. Dạ. Chắc có thể làm xứ lạnh cho nên người ta ít ở đó nhưng thiếu lao động nên lương cao đúng không anh? Để họ chiêu dụ lao động tập trung về. Xin chào Mỹ Đế, Việt Lê qua California, San Francisco. Alo anh làm tài xế cho em. Cảm ơn anh trước. Cảm ơn anh trước. Một San Francisco như có cái cầu gì đó, cầu 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 đỏ cầu gì á, Golden Gate, very nổi tiếng luôn nha. JCV test Việt Lê tham khảo xem sao nhiều trường A cộng. Dạ nhưng mà em thích biển. Texas không có biển. Ồ có một có biển nhưng mà ở có phía dưới như có một đoạn có biển không ta? Đoạn phía dưới như có một có một đoạn dính biển thì phải. Có. Không nhớ nữa. Nhưng em thích biển. Em thích biển. Cali còn dữ hơn em chạy Lily. Em nghe nói Cali chạy dữ lắm. Irvine ở Orange County, California. Dạ. Dạ. Ở Cali thì mát đúng rồi anh. Tài Nguyễn anh ơi, đội tổng thống thì có ảnh hưởng đến thời gian E3 không anh? Thời gian hiện tại bao lâu vậy ạ? À? Ồ, cái câu hỏi này cũng rất nhiều người hỏi và cũng rất nhiều cái YouTuber, cũng rất nhiều bạn TikToker, nhiều công ty di trú họ cũng nói rất là nhiều. Mỗi người có một ý kiến riêng. Có người nói thì là không ảnh hưởng.
À, thực tế ảnh hưởng hay không á thì nó cái EVA này đã nằm ở trong cái luật, cái người nó nằm trong hiến pháp, nhưng mà không biết đúng hay sai thì nó không phải thay đổi một sớm một chiều, thay đổi đâu, không có đâu, nó tồn tại mấy chục năm nay rồi mà không không thay đổi đâu, mà cái chăng là lâu hơn dễ hay khó thôi, họ bóp chặt lại hay không thôi. Giống như tổng thống Trump, nó báo gì trên màn hình vậy ta, giống như tổng thống Trump hồi xưa lên là rớt là bạch hết đó, không biết sắp tới mà ông lên lần nữa thì không biết có rớt có giống vậy hay không, hay là ông sẽ có những cái gì thay đổi. Hồi xưa đó là cái không biệt lê giờ ở Mỹ được 6-7 năm rồi đó. Bạn nói tiếng Anh chưa chính xác lắm. Dạ đúng rồi chị Hương Trần ơi, em cũng nói mà tiếng Anh em đâu có quá quá giỏi đâu, đủ để mà gọi là tồn tại, đủ mà nói cho người ta hiểu được cái ý mình muốn truyền tải, đủ để mà tồn tại được. Chứ em đâu có nói tiếng Anh em giỏi đâu. Em còn phải học học nhiều mà. Animal Rescuer, em có thành US citizen được không? Dạ được chứ. Em thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm, chuyện E3 này là thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm ha. Cũng giống như bao quý diện cô chú anh chị bảo lãnh qua đây theo diện bà lãnh thân nhân á thì được 4 năm 9 tháng thì phải ha, là em được thi được nộp đơn thi quốc tịch. Nguyên Marcus, speed limit 75 chạy 90 không à, đặc biệt là Orlando, Tampa và Miami, Daytona, Melbourne khá vắng vẻ, còn đang phát triển. Em thích, bữa em có đi biển Sarasota, chỗ đó có một bãi biển tên là Siesta, là người ta nói là mệnh danh là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới, không biết đúng hay không, nhưng mà nó có cái tấm biển đó, một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới ở Sarasota, thấy cũng nhẹ nhàng, cũng không có xô bồ. Biển Cali không tắm được em ơi. Ồ dạ cũng quá vậy. Về Florida đi Việt Lê, cô ở đây 20 năm rồi, biển tuyệt vời. Dạ cô Thúy Phạm, biển tuyệt vời. Dạ Florida thì nói gì nữa. JCV, Houston có biển em đi cũng không xa. Dạ Houston người Việt đông lắm, em có bạn ở bên đó. Ủa không, em có bạn ở gần Houston, ở chỗ đó là cái gì, anh Phương anh ở chỗ đó tên là cái gì quên rồi, cũng gần Houston. Animal Rescue, chị follow Việt Lê từ đầu, lo cho gia đình em. Dạ cảm ơn chị đặt tên cái tên này Animal Rescuer là giải cứu động vật hả chị? Dạ trò chuyện với mọi người vậy chắc cũng đủ rồi hen, mỗi mỗi tuần ngồi lên một chút, và sắp tới chắc là em sẽ làm YouTube lại, nhưng mà thứ nhất là chủ đề thì cũng lòng vòng cũng 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 như vậy, mọi người có thể nói em là em bế chủ đề rồi cũng được nữa. Bởi vì là EV3 thì bây giờ có quá nhiều kênh làm, với thứ hai đó là khi mình có một cái gì mới thay đổi thì mình sẽ chia sẻ lên cho mọi người, với lại có một cái gì đó nó thông tin thú vị thì mình mới chia sẻ lên. Thực tế là em làm YouTube cũng bị tiền thì đó, nhưng mà không phải bất chấp để mà mình bày ra nhiều trò và để mà mình làm YouTube mình kiếm tiền. Cho nên là đôi khi lên clip không thường xuyên, mong cả nhà thông cảm. Có thể follow trên Facebook của em á, Việt Lê Lúc Mới Qua Mỹ, thì em cập nhật nó thường xuyên, một hai ngày em cập nhật lên thường xuyên cái bên đó. Với lại phần đó em cũng thích làm điện ảnh, em thích làm video clip, thích làm phim á, hồi xưa em thích làm phim á, thì em làm YouTube cũng vì vậy. Em muốn làm phim, em muốn làm điện ảnh á, thì em làm những cái clip ngắn, nó mang tính chất nó vui vui, những cái nó về điện ảnh một chút á, chú anh chị xem nó vui. Trường tốt cho con đi học thì chỗ nào cũng có, ý bạn là trường công, trường tư hay charter, và cũng tùy theo khả năng học tập của bé và điều kiện thu nhập của bạn. Em chắc cho học trường công thôi. Tại Việt Nam mình qua đây học trường công cũng đã là một cái sự bước tiến quá lớn rồi, mà như bé đi học trường công ở ở chỗ em đang học bây giờ đó, em thấy nó quá tốt rồi, không đòi hỏi gì hơn nữa, nó quá tốt rồi, cơ sở vật chất cũng quá tốt rồi, em thấy em bất ngờ luôn. Cái ước chiều xưa vẫn được học trường như vậy, em hay nói đôi giờ ba đi học lại được không con, trường quá tốt rồi, cô giáo cũng quá
không có gì để chê nữa rồi. Em nghe nói trường tư còn 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 tốt hơn nữa, cơ sở vật chất còn xịn hơn nữa. Và em nghĩ là vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Người ta hay nói với câu gì, học trường làng á, trường công là trường làng á, em thấy là đủ rồi. Chị rescue 23 pets rồi chicken, duck, geese, dogs. Oh, wow. Công việc thú vị đó chị. Trần Uyên, trường bé Dory có school bus không anh? Bé em sắp qua học mà đi làm hãng sợ không đưa đón bé được. À, vậy là chị mới đậu visa hả? Chúc mừng chị nha. À, trường nào cũng có school bus chứ, trường Mary có mà. À, nhưng mà về chính sách school bus chính xác á, thì cô chú anh chị ở đây có ai biết thì chia sẻ chị Trần Uyên giúp Việt Lê, bởi vì bé Dory không có đi bus cho nên Việt Lê không nắm. Có người thì nói là nằm phải nằm trong tuyến, có người thì nói là nằm ngoài tuyến thì phải đóng thêm tiền như thế nào, Việt Lê chưa nghiên cứu. Tự Việt Lê, bà xã Việt Lê đưa đi đón về vì khá là gần, có mai mấy là tới trường rồi cho nên là không có đi xe bus. Nhưng mà nếu mà mình không đi làm hãng không đón được việc thì mình liên hệ xe bus thì họ sẽ đưa đi rước về cho mình. Nhưng mà con nhỏ quá thì mình cũng đòi hỏi phải có một người ở nhà để đón nó. Nếu mà sống ở khu dân cư như Cali á thì họ chỉ thả đầu đường thôi, mình phải ra mình dắt về. Buổi sáng mình cũng phải dắt nó ra chứ, còn nhỏ dưới dưới lục này dưới 12 24 tuổi gì đó là đâu có được để nó ở nhà một mình đâu, còn phải có người đón nó và chăm nó ở nhà chứ. Hả? Bạn tìm hiểu charter school nha, nếu vừa được sẽ rất tốt. Dạ cảm ơn anh Nguyên Marcus. Charter school hả? Để em chụp cái màn hình lại, để về nghiên cứu cái trường này ra nó là trường gì. Thì á, em lên đây em làm YouTube á, chia sẻ cho cô chú anh chị nắm được cái thông tin về chương trình này ba, cũng như là cuộc sống ở mới quay thế nào á, thì cô chú anh chị cũng lấy được nhiều thông tin từ Việt Lê, mà Việt Lê cũng học được rất nhiều từ cô chú anh chị comment như Việt Lê nè. Từ lúc lập kênh YouTube đến giờ thì cũng nhiều người nhắn tin cho gia đình Việt Lê, nhắn tin cho fanpage Facebook á, chia sẻ, học được rất nhiều, học được rất nhiều, không nghĩ là mình lại được mọi người quan tâm và thương yêu như vậy. Cảm ơn rất nhiều luôn á, trân trọng sự giúp đỡ của chú anh chị rất là nhiều. Mặc dù cũng có rất nhiều người ghét, thật sự khi mà đưa cái mặt mình lên lên mạng là mình phải chấp nhận cái chuyện đó, sẽ có người thương người ghét, người nói ra nói vô, nhưng mà thực tế thì con số đó còn ít lắm, còn ít so với những gì mà cô chú anh chị giúp đỡ Việt Lê thì đáng trân trọng hơn rất là nhiều. Học được rất nhiều luôn, học rất nhiều. Cái nào hay Việt Lê sẽ chia sẻ lại, coi như Việt Lê là một cái cầu nối đi, một cái loa phát thanh đi, là chia sẻ lại cho cô chú anh chị nào chưa biết. Cho nên là cô chú anh chị nào có câu hỏi thì cứ nhắn tin đi, thì Việt Lê rảnh lúc nào là trả lời lúc đó. Trường tư bên San Francisco một bé 40.000 40.000 một năm, lương em làm hãng có nhiêu, có hai mấy ngàn năm mà, tiền đâu mà cho nó học 40.000 một năm. Lily bên này trường nào cũng tốt với em trai. Dạ Lily tên giống tên bé Dory đi học nè, ráng lên em, từ từ tiếng Anh giỏi, đừng lo, lúc chị qua 30 năm về trước đâu biết tiếng Anh. Dạ chị qua 30 năm về trước đâu biết tiếng Anh. Dạ đúng rồi, thì sống trong môi trường mình sẽ khá là dần dần, kỹ năng nghe của em cũng đang tốt lên dần dần. Thì em cũng hay khuyên mọi người vậy đó, mình không cần phải quá dựa để mình làm luật sư hay mình làm trực tổng đài điện thoại chăm sóc khách hàng gì. Mình chỉ cần thời điểm ban đầu qua mình cần đủ để mình có thể đi mua được xe, đủ để mình đi thuê nhà, đủ mình nói chuyện với sếp, hòa nhập cuộc sống, vậy là đủ rồi. Khuyên của chú anh chị như vậy. Thôi chắc em kết thúc livestream ở đây. Cứ mỗi cái livestream á, em nói không ngừng nghỉ, hết chủ đề này chủ đề khác thì mỗi lần mình nói một chút thôi, nói nhiều quá nó bội thật thông tin đó. Rồi sau này cô chú chị lục lại những cái chủ đề để tìm lại nó khó tìm,
bởi vì cái clip này mình đặt đặt cái title của nó là học ESL, cuối cùng nói nhiều lăng mang nhiều thứ quá ngoài ESL. Mai mốt của chú anh chị kêu là hồi xưa có nghe Việt Lê nó nói cái này mà giờ lục lại mấy clip nó nằm ở đâu, nên thôi mình không có nói lăng mang nữa. Chắc kết thúc clip ở đây, bây giờ là 9 giờ 38 phút tối ở Mỹ rồi, mọi người là bây giờ là sáng giờ ở Việt Nam. Chúc cả nhà một cuối tuần thật vui. Nguyên Marcus, mình ủng hộ gia đình bạn chụp thành công lúc họ cố gắng tiếp thu. Bạn giỏi biết đôi nhân trừ thế thì nhanh phát triển tốt. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn những cái lời chia sẻ, động viên của mọi người. Việt Lê có được ngày hôm nay cũng cảm ơn cái sự chia sẻ động viên cô chú anh chị ở Mỹ này rất là nhiều. Coi như là không có gọi là phân biệt hay là chê bai những cái đứa qua sau này. Hồi xưa Việt Lê trước khi đi Mỹ cũng có nhiều người nói Việt Lê dù đó là có một số của chú chị bên Mỹ này khá lâu thì cũng không thích đứa trẻ qua sau này nó khá là giỏi và đặc biệt là nó mang nhiều tiền quá dù vậy đó, cũng lo lắng. Nhưng mà ở đâu có người này người kia Việt Lê, nhưng mà Việt Lê thấy không thấy vậy. Mọi người cũng ủng hộ tinh thần cho gia đình Việt Lê rất là nhiều. Việt Lê cảm ơn rất là nhiều, trân trọng mọi người. Chúc gia đình nhỏ của Tường vui vẻ. Cô Phan Kim Phượng, dạ cảm ơn cô. Làm nốt cho em 150 mấy số 0 đây chị. 1, 2, 3 150.000 đến 200.000 một năm. Tiền nhiều quá vậy. Dạ, bye, take care. Cảm ơn anh Marcus. Chào mọi người nha. Chúc mọi người cuối tuần thật vui. Nhớ follow kênh Facebook Việt Lê Mới Mỹ. Giờ Việt Lê up cái clip thú vị đây. Cả nhà theo dõi sao giỏi Việt Lê bên đó nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hachiko Nguyễn chúc em thành công và như ý. Dạ cảm ơn chị. Bye bye cả nhà. Bữa nay thử test thử cái app livestream này, nó vui vui, khá là thú vị đó. Bye cả nhà nha.